qua cầu Lộ Cương đường quê tôi rộng lớn. Gió reo đưa hương đồng lúa bao la, vắng nghe tiếng ca gia Lộc anh hùng. Vắng nghe lời ca gia Lộc quê ta. Dù có đi xa nhớ hội quê tháng tám, nhớ hương cốm xanh đức đại thơm lừng. Từng bừng làng trên rộn ràng xóm dưới, về phiên chợ cuối nhớ ánh mắt em trao. Dệt len có nghề làm bún, chợ quê đầu mối sớm tôi ngược xuôi hằng đi muôn nơi. Thắp tình người gia Lộc, truyền thống quê hương vững niềm tin theo đảng, ngày mai rực rỡ đất mẹ anh hùng. Gia Lộc đẹp giàu, cầu Lộ Cương đường quê tôi rộng lớn. Gió reo đưa hương đồng lúa bao la, vắng nghe tiếng ca gia Lộc anh hùng. Vắng nghe lời ca gia Lộc quê ta. Dù có đi xa nhớ hội quê tháng tám, nhớ hương cốm xanh đức đại thơm lừng. Làng trên rộn ràng xóm dưới, về phiên chợ cuối nhớ ánh mắt em trao. Tự hào quê tôi, đất địa linh nhân kiệt, tiên sĩ bảng khoa anh hùng võ tướng, giang sơn non sông sử sách lưu truyền. Đây mai đình rêu phong tiếng chuông chiều ngân Lộc quê ta, có nghề đóng giày da, nghề khắc gỗ bao đời. Có nghề dệt len, có nghề làm bún, chợ quê đầu mối sớm tôi ngược xuôi hằng đi muôn nơi. Thắp tình người gia Lộc, truyền thống quê hương vững niềm tin theo đảng, ngày mai rực rỡ giàu.
trung thu là Tết của những thiên thần bé nhỏ chúng con, là dịp chúng con được đón nhận sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của người lớn. Trẻ em phá cỗ trong trăng và mơ màng về hình bóng chú cuội dưới gốc đa, nơi cung hầm dịu dàng, yêu thương tràn ngập. Đêm trung thu, nhịp trống quân thùng thình cùng với ánh đèn sao mờ ảo, hương cốm, hương bưởi, hương ổi ngọt ngào, thấm đẫm vào ánh trăng rằm vằng vặc, rong ruổi trong làn gió nhẹ đêm thu, díu dít những bản chân sáo, là thế giới kỳ ảo muôn màu của trẻ thơ, của ước vọng hòa bình. Hòa chung với không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm, thầy và trò trường tiểu học thị trấn Gia Lộc thể hiện tình cảm của mình với trăng, với trời qua những vật phẩm, hương hoa của đất được kết nên thành mâm cỗ đầy ý nghĩa này. Hình ảnh con rồng làm bằng lá dứa, ôm trọn các loại quả khác nhau, đan xen vào nhau, tự trưng cho các dân tộc anh em đoàn kết, gắn bó sum vầy, hạnh phúc trên mảnh đất hình chữ S. Dù là dân tộc nào, cũng đều là con lạc cháu hồng, con rồng cháu tiên. Và đây, hình ảnh cánh buồm luôn vượt sóng ra khơi, trở đầy quyết tâm và khát vọng, đưa lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam hướng tới vùng biển đảo thiêng liêng, kế tiếp sự nghiệp bảo vệ, giữ gìn vùng biển trời của Tổ quốc. Đây, bảy thiên nga được làm từ những quả táo, quả tượng trứng tượng trưng cho sự trong sáng, hồn nhiên, thơ ngây của trẻ thơ, luôn mong nhận sự quan tâm của gia đình, sự dìu dắt ân cần của thầy cô, tình đoàn kết, thân thiện của bạn bè. Và đây, hình ảnh hai cây dừa được làm từ quả dứa, tượng trưng cho tâm hồn người Việt trong sáng, khả khái và thanh cao, ngọt thơm như bánh nướng, bánh dẻo, thứ bánh không thể thiếu trong mâm cỗ trung thu mang ý nghĩa đoàn viên của gia đình. Rồi, cúng nếp hương được gói với lá sen, một vật phẩm mang đậm hương thu, một sản phẩm nổi tiếng của làng quê Việt Nam, hòa quyện với hương bưởi, hương ổi tạo nên nét riêng, nét đặc sắc của đêm hội trăng rằm. Và đây nữa, hình ảnh ông tiến sĩ Oai Phong, sáng láng được làm từ giấy màu cùng che nứa, vải lụa, luôn khuyến khích, nhắc nhở học sinh chúng con cần chăm chỉ học hành, quyết tâm phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngoài ra, mâm cỗ còn có chú chó bông được làm từ quả bưởi, rồi lãng hoa và một số con vật khác được thầy trò nhà trường cắt tỉa từ những rau, củ, quả, tất cả đã tạo nên mâm cỗ vô cùng phong phú và sinh động. Vâng, mâm cỗ của trường tiểu học thị trấn Gia Lộc chúng con được trưng bày hôm nay là sự kết tinh hòa hợp của trời và đất, là nét văn hóa đặc sắc và thú vui tao nhã, trong lành, hiền hòa của con người Việt Nam, là sự kết tinh trí tuệ, tình cảm của thầy trò trường tiểu học thị trấn Gia Lộc, là sự đoàn viên của đại gia đình chúng ta. Kính thưa các bác, các cô, các chú, để đáp lại sự quan tâm, chăm lo của các bác, các cô, các chú, chúng con xin hứa sẽ quyết tâm phấn đấu chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết với bạn bè để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam, phồn vinh và tươi đẹp, để xứng đáng với sự mong mỏi của Bác Hồ kính yêu. Bác mong con cháu mau con lớn, núi ốt cha ông bước kịp mình. Thank you.
đại biểu, khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em thiếu nhi thân mến. Thế là một cái Tết Trung Thu thật vui vẻ và ý nghĩa đã đến. Trong không khí Trung Thu tràn ngập khắp các phố phường cùng niềm vui hân hoan của tuổi thơ, hòa chung với không khí tưng bừng phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung Thu. Nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, với mong muốn tổ chức cho các em thiếu nhi được vui chơi, đón Tết Trung Thu trong không khí vui mừng, bổ ích. Chương trình Đêm Hội Trăng Rằm năm 2014 là dịp để các cháu thiếu nhi được giao lưu, gặp mặt, vui chơi và phá cỗ trông trăng. Để chào đón Đêm Hội Trăng Rằm, các bạn thiếu nhi đã tập luyện rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Sau đây xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, khách quý, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các bạn học sinh đến từ các trường tiểu học trong toàn huyện biểu diễn. Đêm nay, dưới ánh trăng rằm, hòa cùng ánh đèn hoa rực rỡ, các em lại được náo nức vui Tết Trung Thu cùng các bạn thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Với những chiếc lồng đèn lung linh màu sắc, các em đã cùng tô điểm cho quê hương Gia Lộc thân yêu thêm rực rỡ sắc màu trong đêm hội trăng rằm. Mở đầu chương trình là màn chống hội do đoàn viên chi đoàn thị trấn biểu diễn. Xin kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và các em thiếu nhi chúng ta cùng đón xem.
Bác Hồ.